Chiều 22 tháng 11, Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp cùng Quân khu 1 và tỉnh Cao Bằng tổ chức tọa đàm khoa học về lán đóng quân đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Dự hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1, đồng chí Bế Thanh Tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự đồng chủ trì tọa đàm. Tham dự tọa đàm có sự hiện diện của các chuyên gia, nhà khoa học, thân nhân gia đình 34 chiến sĩ đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân hiện đang sinh sống trên các địa bàn. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Từ đây, Cao Bằng đã trở thành miền đất khai sinh của quân đội anh hùng, đội quân đã phát huy vai trò nòng cốt cho nhân dân ta, tiến hành cuộc trường chinh đánh giặc giữ nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, lập nên những chiến công hiển hách, giữ gìn trọn vẹn gấm vóc non sông, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia cho đất nước phát triển trường tồn. Với trách nhiệm lịch sử, với thế hệ đàn anh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tọa đàm khoa học lần này trên cơ sở các thông tin đã được sưu tầm thời gian qua, các phát biểu cần làm rõ những thông tin và số lượng lán đóng quân, vị trí lán đóng quân tại khu vực rừng Trần Hưng Đạo, vật liệu làm nên lán đóng quân, kiểu cách hình dáng các lán đóng quân. Đây là một cái đề tài, một cái đề án cũng hết sức quan trọng và được sự chú ý không phải chỉ riêng đối với Viện Lịch sử Quân sự, và dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thì những năm qua Viện Lịch sử Quân sự đã phối hợp với địa phương, với quân khu cũng đã tìm hiểu, xác minh những thông tin liên quan đến khu rừng Trần Hưng Đạo, trong đó có cái khu vực đóng quân, lán đóng quân đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Sau khi có ý kiến của chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thì chúng tôi đã thành lập cái đoàn công tác đi khảo sát điền dã và thực hiện phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, các lãnh đạo của huyện Nguyên Bình, của tỉnh Cao Bằng để làm rõ hơn các cái thông tin, và sau đó sẽ tổ chức một cái cuộc hội đàm, tọa đàm với đầy đủ các cái thành phần, bao gồm các đồng chí là lãnh đạo của tỉnh, lãnh đạo của quân khu, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội và những người quan tâm đến cái sự kiện này, để cung cấp thêm những thông tin, những cái căn cứ để giúp cho chúng tôi xác định rõ hơn, chính xác hơn. Các ý kiến tại hội nghị đã bổ sung, cung cấp những thông tin chính xác, đầy đủ khoa học về lán đóng quân đầu tiên của 34 chiến sĩ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, làm cơ sở để bổ sung các thông tin liên quan đến lán đóng quân của đội tại thực địa, đồng thời khẳng định vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của lán đóng quân đầu tiên, những đóng góp và chiến công to lớn của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân trong giai đoạn đầu mới thành lập, cung cấp những cơ sở khoa học để các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm đến công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy những giá trị lịch sử của di tích, góp phần tuyên truyền giáo dục về truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Qua các dữ liệu trên có thể cho thấy rằng là lán được xây dựng là chắc chắn này, kín đáo này, và mục đích là sử dụng lâu dài, và mục đích nữa là nó phải kín đáo chắc chắn để chống lại cái giá rét mùa đông của Cao Bằng. Trước giờ thành lập, các đồng chí được triệu tập đã tề tựu ở khu rừng Trần Hưng Đạo tạm nghỉ ngơi trong 3 cái lán do cơ sở cách mạng ở đây đã dựng sẵn. Gần 80 năm đã đi qua, khu rừng Trần Hưng Đạo năm xưa nay là khu di tích quốc gia đặc biệt, mãi in đậm dấu mốc lịch sử quan trọng của đội quân bách chiến bách thắng từ những ngày đầu non trẻ, luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng gìn giữ và phát huy giá trị không chỉ trong nước và cả với bạn bè quốc tế. Việc xác định số lượng lán, vị trí lán, chất liệu làm nên lán đóng quân cũng như kiểu cách hình dáng lán đã được các đại biểu thống nhất tại tọa đàm. Với phương pháp khách quan khoa học, với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Báo Quân đội Nhân dân, Thư viện Trung ương Quân đội, Phòng Khoa học Quân sự của các quân khu 2, 4, 5, 7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, của các nhà khoa học, con cháu của các đội viên đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, chúng ta đã có được những thông tin cơ bản nhất về lán đóng quân đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, để hiểu thêm về doanh trại đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hiểu thêm về cội nguồn của quân đội anh hùng. Cảm ơn.